Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình Mình là hát Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến với cái cập nhật tiếp theo của cái plugin Noob Helper Thì plugin Noob Helper là một cái plugin do mình viết ra Thì về cơ bản nó sẽ giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm chế độ sinh tồn tốt hơn so với là cái phiên bản vanilla Bởi vì có một số cái cấu trúc mình thấy nó khá là phức tạp cũng như là không cần thiết Thì mình đã viết ra cái plugin này để có thể thay đổi được nó Thì nếu như các bạn nào chưa coi ở cái tập trước Thì các bạn có thể bấm vào cái video nằm ở bên góc phải trên của cái màn hình hoặc là các bạn có thể click vào cái link nằm ở dưới phần description mình sẽ để cả hai chỗ đó cho các bạn dễ vào để tránh bị trùng lập thì mình sẽ không lặp lại những cái đã có ở trong video trước mình sẽ chỉ cập nhật cho các bạn biết là cái plugin này đã có thêm gì hoặc bớt những gì thôi cho nên là cái video này sẽ khá là ngắn đa số những cái chức năng mà mình đã hướng dẫn thì các bạn sẽ phải coi lại ở trong cái video lần trước nha ok thì cái chức năng đầu tiên đã bị loại bỏ khỏi cái plugin của mình thì đó là cái chức năng cho phép các bạn truy cập vào các cái GUI hoặc cái GUI ở trong cái game này ví dụ như là cái bàn chế tạo hoặc là cái đe thì kể từ phiên bản 0.4.2 trở đi những câu lệnh đó đã được gỡ bỏ hoàn toàn khỏi cái plugin của mình à, lý do là vì sao mình đã tìm được một số cái lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng nó sẽ gây ảnh hưởng tới server và nó sẽ gây thiệt hại khá là lớn so với cái chức năng mà nó đem lại cho nên mình đã quyết định mình bỏ toàn bộ cái đó đi thì các bạn sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để trong tương lai mình kiếm lại một cái cách mà nó hoạt động tốt hơn thì mình sẽ thêm vào lại thì thay vào cái chức năng bị bỏ ra ngoài thì mình cũng đã thêm lại một cái chức năng khác cũng rất là hữu dụng đó là chức năng mà khi các bạn chết nó sẽ tạo lại một cái rương ngay chỗ các bạn đã chết để có thể lưu lại tất cả những cái vật phẩm ở trong túi của các bạn như các bạn có thể thấy ở đây trong túi của mình, mình đang có một đống đồ nằm ở ngay đây. Và bây giờ nếu như mình chết đi thì nó sẽ tự động nó lưu lại cho chúng ta. Và cái túi nó nằm bên kia. Tuy nhiên thì nếu như mình muốn biết cái túi đó có những gì đúng không? Ở dưới này nó có một cái click here to review lost items. Thì các bạn có thể thấy, các bạn chỉ cần để chuột vào thì các bạn sẽ nhìn thấy được những cái món đồ mà các bạn đã mất. Thì các bạn cũng có thể click vào đây để nó hiển thị lên những cái vật phẩm mà các bạn đã mất luôn nha. Và đặc biệt hơn là nó có cái vị trí mà các bạn đã chết nữa thì như mình có như cái vị trí chết hồi nãy của mình đó là vị trí số 67 80 và chữ 5 bây giờ mình sẽ tới đó để mình lấy cái vật phẩm này lên nha thì hiện tại là mình đã đến được cái vị trí mà cái đồn của mình đã bị mất thì các bạn sẽ chỉ cần click chuột phải vào cái rương mà các bạn thì các bạn sẽ chỉ cần click chuột phải vào cái rương mà nó đã tạo cho các bạn các bạn sẽ nhận lại toàn bộ đồ và như các bạn có thể thấy đó là mình đã nhận lại toàn bộ những đồ mà mình đã mất và cái plugin của mình cho phép các bạn nhận lại đúng vị trí mà cái đồ của các bạn đã bị mất Ví dụ như ở đây mình đang có một set đồ và khi nào mình chết đi thì cái set đồ này sẽ được lưu lại đúng không? Và các bạn chỉ cần đi đến cái chỗ đó và các bạn click chuột phải vào trong cái rương này thì những cái món đồ đó sẽ được trả lại đúng cái vị trí ban đầu mà nó đã có sẵn. Như các bạn có thể thấy, đó là toàn bộ những đồ mà mình đặt ở đâu thì nó sẽ về đúng vị trí đó. Tuy nhiên nếu như cái ô mà cái vị trí đồ đó bị chiếm đi thì cái món đồ mà bạn nhận lại được nó sẽ được di chuyển đến một cái ô trống tiếp theo và nếu như các bạn không còn ô trống trong túi thì vật phẩm nó sẽ được rơi xuống đất cho nên các bạn sẽ phải chú ý điều đó và nếu như các bạn làm server thì các bạn sẽ phải lưu ý người chơi về cái vấn đề này bởi vì nếu như không thả cái món đồ đó xuống đất thì người chơi sẽ phải mất cái món đồ đó cho nên mình bắt buộc phải thả món đồ đó xuống đất bởi vì mình không còn sự lựa chọn nào khác nha ok thì ngoài những cái chức năng bên trên ra thì nó còn thêm một cái chức năng như thế này nữa đó là các bạn sẽ tìm được cái chỗ mà các bạn đã bị chết ngay trước lúc đó và nó sẽ chỉ đến cho các bạn nơi gần nhất ví dụ như mình ở đây có một cái rương bên này thì các bạn sẽ chỉ cần nhập câu lệnh đó là SET NH và LOST ITEM Các bạn nhớ là phải có S nữa nha Sau đó các bạn bấm Enter thì nó sẽ hiển thị ra cái rương nằm ở gần các bạn nhất và nó thuộc sở hữu của các bạn Như các bạn có thể thấy ở đây đó là cái rương mà mình đang nhìn vào nó có cái đồ ăn ở trong này tuy nhiên bây giờ mình có một cái rương nữa nằm ở trên cái cây này thì mình chỉ cần việc đứng gần hơn so với những cái rương khác thì sau khi mình sử dụng cái câu lệnh này thì mình sẽ tìm được những cái món đồ nằm ở gần đó ví dụ như cái rương này nó sẽ có đó là những cái dụng cụ và thêm một cái nữa nó sẽ nằm ở đây và các bạn chỉ cần dùng lệnh này các bạn có thể thấy được là cái rương này có block và các bạn chỉ cần click chuột phải là các bạn có thể nhận được cái món đồ đó nha đó như các bạn có thể thấy là mình đã nhận được toàn bộ và các bạn đều có thể chỉnh sửa được chữ nằm ở ngay đây. Ok thì cái chức năng đó cũng là phần kết của cái video này. Thì nếu như các bạn có ý tưởng gì thì các bạn có thể comment bên dưới. Thì nếu như các bạn thấy cái video này hay, hữu ích thì các bạn hãy bấm vào nút like, bấm subscribe, đừng quên bật cái chuông lên để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.